Vào sáng ngày hôm nay tại cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã tổ chức lễ trao tặng một số trang bị y tế thiết yếu hỗ trợ cho quân đội nhân dân Lào, góp phần giúp bạn thực hiện tốt công tác phòng chống dịch COVID-19. Đại diện Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã trao tặng cho quân đội nhân dân Lào các trang thiết bị phòng chống dịch COVID-19 gồm 2 tấn hóa chất chlorine, 4.000 bộ trang phục chống dịch, 80.000 khẩu trang y tế 4 lớp, 72.000 khẩu trang vải, 800 khẩu trang N95, 3.600 chai dung dịch sát khuẩn nhanh và 16 bình phun thuốc tích điện. Chúc mừng Việt Nam đã thành công bước đầu trong phòng chống dịch COVID-19. Đại diện quân đội nhân dân Lào cảm ơn sự quan tâm nghĩa tình của cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang quân khu 4. Món quà này có ý nghĩa quan trọng góp phần giúp Đảng, Chính phủ, quân đội và nhân dân Lào chiến thắng dịch bệnh COVID-19, đồng thời thể hiện tình đoàn kết hữu nghị vĩ đại của hai nước Việt Nam và Lào. Dịp này, phụ nữ quân khu 4 cũng trao tặng 30.000 khẩu trang y tế cho quân đội nhân dân Lào.